Mình chắc có duyên nợ với nhau, nên dù đã chia tay nhau 10 năm nhưng mà anh thấy là anh còn nợ em. Chuyện tình cảm, chuyện công việc, tất cả mọi thứ luôn luôn sẽ có cách giải quyết. Nhưng cái vấn đề trước mắt của em là em phải giữ em bé trước đã. Chửi mà, đi thôi, giận nhau. Xong rồi đi một đoạn xong quay lại. Không nỡ để một người mà, người con gái mà một mình mà lo toan hết cái quán đó được. Nhan sắc của em là đàn ông thì mê đắm, đàn bà thì ganh tị, con nít thì sợ hãi nha. Em chào quý vị.